Như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng trong phiên giao dịch hôm qua tăng mạnh và bỏ xa ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trên một ounce nhờ đồng đô la Mỹ sụt giảm khi mà giới đầu tư đánh giá khả năng phản ứng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trước áp lực lạm phát, giữa bối cảnh chủ tịch cơ quan này cho rằng lạm phát có thể kéo dài hơn so với dự kiến. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại, trong phiên rạng sáng ngày hôm nay, sáng ngày 27 tháng 10 năm 2021 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới lại một lần nữa đánh mất tất cả những gì đang có và quay trở lại vùng 1.793 đô la Mỹ trên một ounce. Xin chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, ngày 27 tháng 10 năm 2021, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Với thời điểm đêm 25 tháng 10 và rạng sáng ngày 26 tháng 10 thì giá vàng thế giới tại sàn giao dịch điện tử Kitco ở ngưỡng 1.808 cho đến 1.809 đô la Mỹ trên ounce, tương đương tăng 16 đô la Mỹ trên một ounce so với chốt phiên trước đó. Đến thời điểm rạng sáng ngày hôm nay thì giá vàng thế giới quay đầu giảm 13 USD và hiện tại thì đang giao dịch quanh ngưỡng 1.793 đô la Mỹ trên ounce. Mặc dù vậy, theo giới chuyên gia, ở thời điểm này vàng vẫn đang được một số yếu tố hỗ trợ. Cụ thể là giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch thứ hai ngày đầu tuần được hỗ trợ bởi những lo lắng ngày càng tăng về vấn đề lạm phát khi mà các nhà đầu tư hướng tới cuộc họp tiếp theo của Fed để biết triển vọng về chính sách tiền tệ. Ngày càng có nhiều nhà kinh tế học và những chuyên gia thị trường kỳ cựu nhận định rằng lạm phát toàn cầu gia tăng không chỉ là vấn đề nhất thời. Theo Mitchell Hisson, trưởng nhóm phân tích thị trường tại CMC Market cho biết, mặc dù có nhận định lạm phát sẽ chỉ là tạm thời nhưng vẫn có một yếu tố áp lực dai dẳng. Chủ tịch Fed Jerome Powell vào ngày 22 tháng 10 vừa qua nhắc lại quan điểm rằng lạm phát cao có thể sẽ giảm trong năm tới, khiến giá vàng giảm từ mức cao nhất của tháng 9 trong phiên trước đó. Ông cũng cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ nên bắt đầu quá trình giảm hỗ trợ nền kinh tế bằng cách cắt giảm việc mua tài sản, nhưng chưa chạm vào vòng quay lãi suất. Theo trưởng nhóm phân tích thị trường tại Essanity Hantan cho biết, những bình luận gần đây của Chủ tịch Fed Powell có thể làm tăng thêm nỗi lo ngại về việc lạm phát còn dai dẳng. Điều này dường như thúc đẩy giá thầu mạnh hơn đối với vàng, coi đây như một biện pháp phòng ngừa lạm phát. Và với việc ông Powell nhìn thấy một đường băng dài hơn trước khi mà Fed bắt đầu tăng lãi suất, quan điểm như vậy đang khuyến khích những người đầu cơ vàng lấy lại mức 1.800 đô la Mỹ trên ounce trong đầu tuần. Nhà phân tích Daniel Berlisimen của Commerzbank cho biết, hội nghị Ủy ban Thị trường mở Liên bang FOMC dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 11 tới. Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 28 tháng 10. Và ông nói thêm, vàng sẽ sinh lời từ việc này với vai trò là một kho lưu trữ giá trị. Trong khi đó thì lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và đồng đô la Mỹ tăng cao hơn sẽ làm giảm đi sự hấp dẫn của kim loại quý này. Theo nhà phân tích kỹ thuật Quang Tao của Reuters, về mặt kỹ thuật, vàng có thể đạt tới ngưỡng kháng cự ở mức 1.814 đô la Mỹ trên một ounce và có thể bứt phá để đạt mốc 1.826 đô la Mỹ. Trước đó thì theo quan điểm của nhà phân tích Dehwani Mehta từ FX Street, mục tiêu bây giờ của vàng là đột phá mô hình tam giác đối xứng trên biểu đồ hàng ngày. Nếu vàng có thể đóng phiên trên 1.793 USD, giá vàng rất có tiềm năng trở lại vùng 1.900 USD. Và theo nhà phân tích Meta bình luận như sau, trong tương lai thì diễn biến thị trường chứng khoán và các tài sản rủi ro, sự dịch chuyển của lợi suất trái phiếu và đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá vàng. Fed sẽ án binh bất động cho tới cuộc họp tháng 11 tới và không có quá nhiều thông tin kinh tế mang tính trọng điểm ở thời điểm này có thể làm xoay chuyển được thị trường. Vàng ở thời điểm này đang có xu hướng đột phá mô hình tam giác đối xứng. Phe đặt cược giá vàng tăng đang muốn đẩy giá đóng cửa trên ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm ở mức 1.793 đô la Mỹ. Nếu thành công xu hướng này thì sẽ tiến tới 1.900 đô la Mỹ trên ounce. Trong quá trình tăng giá, mức cao nhất của tuần trước là 1.814 đô la Mỹ sẽ là kháng cự mạnh, xa hơn nữa là mức cao nhất tháng 9 là 1.834 USD cũng sẽ là điểm giá mà đà tăng khó thể vượt qua. Ở chiều ngược lại, vùng 1.793 và 1.791 đô la Mỹ sẽ làm giảm áp lực bán ra của thị trường. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo đang chờ đợi phe bán là DMA 50 nằm ngang ở mức 1.780 đô la Mỹ.
Trong trường hợp xu hướng giảm giá quá mạnh, ngưỡng hỗ trợ của đường xu hướng tăng ở mức 1.775 USD, vàng thường được coi là kênh đầu tư phòng ngừa lạm phát, mặc dù việc giảm các biện pháp kích thích và tăng lãi suất và đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng dẫn đến chi phí cơ hội tăng đối với người nắm giữ vàng, tài sản không sinh lời. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin cũng như là nhận định của thị trường vàng thế giới. Thế còn giá vàng trong nước ở thời điểm này diễn biến như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Với thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua thì tiếp tục leo dốc với mức tăng trong khoảng từ 70 đến 200 nghìn đồng trên lượng tùy vào các hệ thống kinh doanh. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và tập đoàn Phú Quý, vàng SJC tăng lần lượt 200 nghìn đồng trên lượng và 100 nghìn đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra. Tại tập đoàn Doji và hệ thống PNG, giá vàng SJC có cùng mức tăng là 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng cuối phiên tăng 90.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng ít hơn 70.000 đồng trên lượng tại chiều bán so với phiên giao dịch buổi sáng. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn thị trường vàng trong nước trong thời điểm này, phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng hôm nay, ngày 27 tháng 10 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, với xu hướng tăng của thị trường vàng thế giới, do đó mà giá vàng SJC trong nước cũng bật tăng mạnh và tới điểm này thì vẫn chưa có sự điều chỉnh về giá. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 5.790.000, bán ra 5.860.000. SJC Hà Nội mua vào 5.790.000, bán ra 5.862.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.780.000, bán ra 5.840.000. Doji Hà Nội mua vào 5.760.000, bán ra 5.840.000. PNG Hồ Chí Minh mua vào 5.780.000, bán ra 5.850.000. PNG Hà Nội mua vào 5.780.000, bán ra 5.850.000. Phú Quý SJC mua vào 5.780.000, bán ra 5.840.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 5.781.000, bán ra 5.835.000. Mi Hồng mua vào 5.800.000, bán ra 5.835.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 5.800.000, bán ra 5.850.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.780.000, bán ra 5.830.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. SJC Đà Nẵng mua vào 5.790.000, bán ra 5.862.000. SJC Nha Trang mua vào 5.790.000, bán ra 5.862.000. SJC Cà Mau mua vào 5.790.000, bán ra 5.862.000. SJC Bình Phước mua vào 5.788.000, bán ra 5.862.000. SJC Huế mua vào 5.787.000, bán ra 5.863.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.790.000, bán ra 5.860.000. SJC Miền Tây mua vào 5.790.000, bán ra 5.860.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.790.000, bán ra 5.860.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.792.000, bán ra 5.865.000. Tiếp theo là vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC. Nhẫn bù số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, mua vào 5.160.000, bán ra 5.230.000. Vàng bù số 9, mua vào 5.120.000, bán ra 5.200.000. Vàng 24K, mua vào 5.028.500.000, bán ra 5.148.500.000. Vàng 18K, mua vào 3.715.400.000, bán ra 3.915.400.000. Vàng 14K, mua vào 2.846.900.000, bán ra 3.046.900.000. Vàng 10K mua vào là 1.983.600.000, bán ra 2.183.600.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo của thị trường vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.